He said 10. Okay, we đã mình đã đến nhà hàng này nha các bạn. Hiện giờ là đông đầy hết rồi đó. Ở ngoài đầy hết rồi nè. Yeah. Oh, Sam, that's from Papa's company. What's American? No, it's Papa's work. It's American. That's grocery, you know. It's not even clothes. Bây giờ hôm nay gia đình Cầm sẽ đến đây ăn buffet nha các bạn. Sau đó về khách sạn ở một đêm và ngày mai mình sẽ về lại nhà mình ăn Thanksgiving cùng gia đình. Con nhìn dưới đây nè, bên lúc nào cũng nhìn dưới đây nè, coi sợ trúng xe anh ta. Chị mi con này chị lớn hơn không? 9 tuổi nè, nay đòi đeo nó bông đâu kìa. Chị. Okay guys, four cute corner. Anh qua đây anh ăn cũng được lắm mà sao anh không lên cân nổi nè. Còn mình thì muốn xuống cân thì xuống không nổi. Mấy cái món này các bạn tươi thiệt là tươi luôn á, rất là ngon. Này cá phi lê, món nào cũng ngon hết. Cái ngày này là ngày nó bán hàng đồ premium đó, 40 đồng một người, cộng thép nữa là 15% nữa, là 46 đồng người đó. Người lớn là 46 đồng. Đi ăn buffet giống như của con mình là thua các bạn. Vô là làm bộ ăn miếng gà rồi bắt đầu ăn bánh với lại cà lem, cái là chấm dứt chương trình rồi đó. Đó, ăn vô cứ đã 25 đồng bạc vô là ăn có hai cái ba cái cẳng gà. Nhờ cái xong cái giờ bắt đầu bánh với nước ngọt nữa. Còn anh này á, thì cứ french fry với lại này kia không. Xong tại sao con cứ ăn bóc hoài vậy xanh? Có phối gì mà con xài ăn kỳ vậy? Kỳ nhiệt tình luôn đó nè. Sữa. Của mami là đồ biển không nè. Đồ biển không. Đồ biển thì đóng đồ biển thì đóng đồ trong bờ nè. Okay, yo, sit here. Go inside. Have breakfast in the morning? They do. Maybe breakfast included. Chị nói chị không thích khách sạn này. No, no, no. Right, we just try a different one. Come on, guys. Oh. My gosh. Nice. That's why we say. Wow. Yeah, nice. Yeah, sure. Oh, closet. Too.
Ok, bây giờ xuống phố đây mình đi giống như là dân du lịch luôn này ha. Thật ra mình cách nhà mình cách nhà mình có 24 lái xe. Bây giờ đi ra với chuyện cho giống dân du lịch nha bà con. Này chịu đeo đâu bông đâu rồi kìa. Trời ơi, giống như trên này chờ còn anh này còn đó. Ok, Secret Agent, đợi nón lên coi. Dữ chưa, Secret Agent kìa, dữ chưa. Hello baby. A baby baby. I cut tóc cho baby vậy baby. Oh baby baby. Đi 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 đi. Qua lên. Đi giống đi để tay sao đất giống hết mày. Cái hai người nào mà mập là đi là để cái tay sao đất hết à. Đất hết rồi. Chưa. Bây giờ gia đình đi xuống phố Edmonton nha các bạn. Disclaimer. Mì con là có xài lip gloss của ốc chị mua tặng cho chị Noel năm rồi đó. Rồi giờ mới là chỉ xài vậy chứ không phải là môi đỏ tự nhiên nha các bạn. Cầm của nó trước á. Này xí soạn rồi. Này xí soạn rồi. Cái clip gloss này, cái dạng mà dưỡng môi á các bạn, nhưng mà có màu cherry đó. Là quà ốc chị tặng cho chị năm rồi đó. Giờ năm rồi thì chưa biết xài, như năm nay là biết xài rồi đó. Trời hôm nay rất đẹp luôn. Hồi nãy buổi trưa là ăn buffet ở góc đằng đây nè các bạn. Thì đây là con đường đi lên Western Mall nha. Thường ở đây mình đi hồi nào cũng buổi sáng không? Đây là giống như là lâu lâu mới đi buổi chiều tối. Giờ là 5 giờ chiều nha. Khu vực trên đây là khu vực của West của Edmonton nha các bạn. Là nó gần West Edmonton Mall nè. Đi San ơi, không có giận nữa. Ồ. Vietnamese. This way. Ok. Mới có 9 tuổi mà giờ muốn đi vô coi Sephora nè các bạn. Nói. You see how crowded it is. Nó quá đông luôn ở trong này.
Đi con, đồ té nha. Đi 6 giờ chiều là ở đây nó đóng cửa rồi. Đi con đi về. Ờ rồi. Đi cái nha. Up xe go up. Hồi đi con đứng dưới anh Biên coi tới đâu anh Biên rồi. Ok, sau khi đi mua về xong bây giờ chuẩn bị ăn tối đây. Mấy tên nhảy rần rần rồi đó. Cô gì ha? Nhưng cái thích vậy này nó giống như mình đang ở nhà vậy đó. Cái dàn bếp ở đây rất là gọn luôn. First time, how should I go? Hồi nào đi cũng no, I said to you too. Like you. Mình đi thường nè. Bây giờ nấu mì ăn với các trái cây ăn. Oh, you're a bit too excited. Thank you, bro. Té thành trúc. Té hả? Không tự té đó. Oh, bro, pitching it. Hot water first. Yes, the job is yours. Exactly. Job is yours. Stop. There's a knife, okay? I'm there. Nasty. There. Sướng không các bạn? Coi cái đâu thua dĩ nhà. Cảm giác rất là homey nè, để sẵn hết mọi thứ nè ha. Nè. Rất là sạch sẽ, gọn gàng luôn. Ờ, có cho sữa với cà phê luôn. Sữa với cà phê uống. Các bạn cầm ăn cái này nhưng mà chưa bao giờ biết lựa làm sao hết á. Nè, hồi nãy thôi mà chị dâu kêu bà chỉ lựa làm sao cũng không biết lựa lấy đại nè. Trái này vàng nhất nè. Rẻ các bạn, trái này có 8 đồng mà. They don't have cutting board, kitty. You don't see it, they don't have it. Why? Why they expect us to using the... Papa mở cho con. Nè, mở cái bánh theo nè. Thực sự hồi trưa này ăn buffet rất là no luôn á. Mà tối là biết sẽ đói nè ha. Quá no. Ở đây thì buổi sáng khách sạn mình ăn sáng ở đây nó có cover cho buổi sáng. Oh, probably this is cutting board. That's
Ồ, cái đây là cái thớt nè các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cắt cái trái này. Thử không biết ngọt không đây. Wow, ngọt bên ơi. Hình như ngọt đó. Ý cái này giòn nè Bin. Nè, Bin ơi. Cái này giòn nè. Rồi, cái nào một đứa nào ăn trước? Who's that one kidding? Kim chi? I sit down first so I get it. Kim chi là con Bin. Thank you. No, I like kim chi too. Ủa, đây còn kim chi nè. Đâu, kim chi có bà còn con ăn dry núi đầu mà. You pick that. Thì lấy ra nào. Ừ, cái này có bộ ngon, nhỉn giòn ghê nè. Muốn y trên tôi nhà mình hả? Tôi nhìn y trên của mình nữa không? Ui hả? Tôi đem á. Tôi lớn. Đang thử ha. Where's the chopstick though? Đâu cái bạch nào? Người giặt tới đi. Giảm mắm đi. Thấy chưa? Nó coi gây mà sao không cưng cái được. Giảm mắm đi. Cổ này của ai? This one is different. Trái này nè. Đây là các bạn để ăn thử. Ừ. Ồ, nó giòn mà nó ngọt ngon à. So good. Good. That's wrong. That was a good choice. Mm-hmm. Papa chose about. Double double for you. Can for you? That's for you. Which one is this? The yellow one, the first one you have. And from inside the little one? Kimchi. You want kimchi? Yeah. I want kimchi. You guys want water or pop? I want pop for me too. Okay. Oh. Sớm không các bạn? Tặng răng. Okay, it's Poppy. Give it to me some face. Phải nấu nước đi một nồi như vậy nè mới làm kịp. Chia ra. Video chưa chưa. Look,
your hair is bad? I'm stuck in clothes when I'm supposed to be sleeping. Seriously, look at me. Look at me. Who wears this to go to sleep? Hmm? Yeah. You guys, who wears this to go to sleep? Tell me. Yeah, ma. Papi? Are you kidding me? I have to live with it. Look how sussy he looks. His name is Sussy Dude, by the way. The organic lab instructor told me Drama King. Drama King? Yeah. Already said that? You know, like I told him, finally I'm good at something. Give me my heart! So now it's Drama King and Sassy King. So you have two titles, Ben. Kidding, kidding. You have two royalty titles. People now. Love me. You have two royalty titles. Why is yours such a weird color? Why is your soda such a weird color? It's not like purple. It's like dark magenta. Hey, papi. Chiqui. I told you, give me 5 minutes, please. You have to repeat every 2 seconds. Uh-oh. Okay, now you're going to leave it? Okay. 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 Mình Việt, mình Việt Nam nói chuyện mà nghe con kia cho có mẹ coi nữa Ben, cấp đi cái phone cái mà lựa có ba với mẹ Ben. Trời đó cơ ba nói chuyện đây đi hết rồi trơn này này. Ben, phone cái tắt cái đó là phone cái kia mà cho có ba với mẹ coi luôn. Tự đi sao hết. Hả? Đây là mì mama đó các bạn. Rồi mấy con ăn mì trộn của Tây Hàn. Còn dư ớt á, cầm bỏ vô về nhìn ngon ha. Ok, mời các bạn cùng ăn tối nha. Thực ra mấy đứa nhỏ ăn nãy giờ rồi đó. Đây, nhân vật này ăn xong rồi. Giờ tới nhân vật này. Hồi xa hồi trưa này ăn buffet quá no luôn á các bạn. Cầm nói nay không có ăn buffet nữa mà hồi trưa này không xám đấy. Thôi đi vô rồi ăn luôn. Chứ nay không thích ăn buffet nữa. Too much. Thôi ngon không con? Coi bôi của cầm ăn đũa tuyệt vời luôn nè. Đụng cái nói là muốn ăn đũa là ăn luôn á các bạn, chứ không có tập vợt gì hết, ăn mà đũa bằng inox nữa mới sẽ giữ nè. Đó. Đây buổi tối của gia đình em. Thì cách nhà 20 phút lái xe. Cách nhà 20 phút lái xe, thực ra cái này là gần Washington Mall đó các bạn. Thì cứ hồi nào cũng vậy, không Thanksgiving với lại mai mốt là Tết Tây là cũng đi một ngày nữa, nhưng mà Tết Tây chắc đi ở bên sau sai. Mình thích dạng hotel kiểu như thế này các bạn. Mình thật ra cũng ở nhà mà cảm giác nó you vacation home. You don't have to go to restaurants every day. Nếu mà đi mà mướn được mấy cái phòng vậy thì sướng. Yeah, that one is so good. Yeah. Tối trời ngoài lạnh đi vô ăn gì ngon ha. Exactly. Mama, bye, I'm done. You're getting recorded. Hi. I'm just gonna make a few videos out there. Don't wait.
Sáng lên voi chùi gì? Sáng lên voi chiều xuống chó hả sao Bin? Kêu bằng gì? Sáng lên voi chiều xuống chó. Chứ cả ngày lên voi chịu không nổi. Gầm không nổi. Gói mì mama so với gói mì đại hàng, nhưng mà lấy cái sốt của bên đại hàng bỏ qua nè các bạn, cầm lên về uống là giống của bên người Nhật, cái họ ăn ramen họ uống vậy. Oh my god, cầm thì chỉ thích nước lạnh. Có mấy cái nước này rồi, hồi nãy đi mua cái nước kia kia quỳ đồng bạc. We have this drink already. When we planning to buy the other drink for 10 bucks. Oh my god. Huh? No, just because it's not easy to get mogo mogo. Just really? Yeah, it's not. Mogo mogo. Mogo mogo is not easy to get. It's Ramico. It's kind of a rare right now. Nước đâu không? Biết đàn đâu không? Cái nhà nghỉ dưỡng, mua cái nhà nghỉ dưỡng nè. Nhìn nè, nhìn không ra hả? Bên không có nói với mẹ hả? Hôm qua giờ không nói hả? Bận ngủ mà. That was so spicy. Hmm? Can someone pack me water from the man? Oui, Luca. Đi chơi xa. Đi chơi xa. Làm gì vậy? Can I generalize it to boy? Yeah. Maybe fruit will help. We have the fruit. We have the fruit. Sao đều. Sao đều bao tay. Đi xuống nhà nghỉ dưỡng ăn mua này nhỏ nhỏ, mua căn hộ 190 ngàn hai phòng ngủ. Một. Ủa em không có nói với chị em mua hả? Con đi đây, lie down. No, à, anh nằm xuống hay có gì hả? No. Really? Excuse me. Very nice. So good, right? You know what I did, Papa? When you warm the croissant up, it's very warm. Oh, okay. It's very warm and soft. For sure. And so you can make whatever shape you want, right? Another one. Let's share this one first, boy. Oh. Now you're on this one. Papa, let me tell you something so cool. You know how when you have the warm croissant, it's super like warm and squishy, right? Yeah. So I put the bueno in the middle and I wrapped it and I made it flat. I wrapped it around with the bueno. Oh my. That's a good mixing. That's a good. And when I crunch it, oh. That's a good hack. You know how do you call that when you come? That's a full hack. Something that you mix and no one does. Oh my god, why is that so hot? That's so hot. Oh my god. So good. Tức vậy giờ đi ăn sáng đi. Bây giờ đi ăn sáng xong rồi cái đi về lại nhà. 20 phút. Là bộ bỏ ông Bin ông trống mình đi trước nè. Ông cà rời lâu quá nè. Cái phòng đi như cái căn hộ chung cư. Mình hỏi thường ông bà ngồi bà chờ. Bà chờ ông Bin. Mai là anh trai á các bạn, anh trai chứ không phải anh gái á.
Ba cái rời tới cỡ đó. Bỏ cuộc các bạn ơi. Chờ mà 15 phút rồi cũng chưa xong nữa. Ok, let's go. Let's go guys. Let's go. Chờ 15 phút rồi mà cũng chưa xong nữa. Giờ đi đâu xuống luôn. Anh cà rời, may là anh trai. Các bạn phải chi mẫn không nói anh trai đó. Mà anh cà rời như nè. Mấy ông bà cô chú thấy mấy con lớn không? Mỗi lần mà cầm quay á, thấy chị lớn ghê luôn. Ông boy, boy của em nè. Boy của em cái bụng. Sọt của con cầm có không? Có đem không? Breakfast ở đây. Để cầm gì con? Để bây giờ cầm cầm làm một cái bánh kẹt nha. À, mình tự làm nè. Thứ nhất á, là xịt bằng cái dầu này. Bột thì nó trộn sẵn ha, cái máy trộn bột. Đổ bột ra là lấy ra thôi. Cái máy này nó có thời gian sẵn. Bây giờ để cầm làm một cái. Ok. Làm một cái bánh waffle thôi. Okay, sao sạch xong mình lấy cái này là một ly. Oh. Yeah. Không, đánh lại. Mình phải flip lại một cái. Ok, cái như vậy là 3 phút. Chơi, xanh, xanh. Oh, see, it's the art to stay. It doesn't... Rồi, mấy con gỡ ra. Quay ngược lại. Con lấy ra. Oh, so good. Okay, one for you. And make a new one. Ok, lift it up, mấy con. Con coi của mấy con ok chưa, mấy con? I've done this before at school. Really? Mm-hmm. Mẹ cô làm không đủ hả mấy con? Chút xíu nữa thôi con, mấy con. Chút xíu nữa thôi. That's it, not too much. Much. Wait, wait here. Ồ, bánh này ngon ghê luôn các bạn. Nước ở đây. Con lấy nước chưa? Con lấy nước ngọt chưa? No, this one first, and then caramel. Yeah. Oh, oh. Oh, sữa sạn mà chờ 15 phút cũng chưa ra nữa. Để cái miệng ăn ghê quá. Ăn đi. Morning. My name for your boy. Okay, bye-bye. Bye, guys. Bye-bye, hotel.
Hẹn gặp lại các bạn sau 20 phút nha. Bye hotel. Bye hotel. Thanks. Happy Thanksgiving. Bye. See you in next video. Bye. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe to my channel.